Mình nãy ngập nhờ máu quang hồi giờ xã châu thới để quyện vĩnh lợi tính rồi bạc mà liêu ngập nhờ quán liêu mà vẫn là chuồng cái chữ sông mà thương ngập mẹ đêm mà về mà mang dùng năm nay rót tay luôn ngập mà cũng đâu qua dùng hiện bây giờ để đâu mà đổi một rồi cái mâm vàng à thanh rồi tấm mà đánh lễ phụng thỉnh các hàng phật rồi thánh mà tiên để chồng có mời mà quyền nữ cụ thiên nó mời quan mà dân hạ xin mẹ độ truyền miên con của bà cầu cho nhà quy họ người đòi tên là quan ngơ năm 41 mà tuổi lẻ bộ hoạn bình an trong cái năm nhâm thìn nào giờ sao cầu cho nhà lê mà họ tên là thị mà bao đây 46 mà tuổi chẳng giảm sự âu ca lời khỏe hoàng nhân tuy người không có mặt ở rồi nơi mà đây ơ điểm rồi linh đẹp phong chiếu thầy mẹ chuyển xây cho mạnh à lành nơi dân cậu đồng cho nhà lê mà thị tên là kim hoàng hanh rồi cánh 60 tuổi thì nó giấc mắt mà vàng mẹ cũng chứ đồng cho để cậu mà cho lê rồi thị quý anh thành rồi cánh 61 thì là chuyện xây sức để khỏe an toàn ngồi dân đổ cho nhà quy tài 27 tốt tươi ơn với trong nhà mà quy thầy tên là Kiều Loan 25 tuổi này ngồi dân cuối tam tay để chiếu mạng trong một năm mà nay giải rồi tay mà giải hàng thì được phúc a lai nhờ lính mang ở dân cầu đọc cho nhà mình mà họ tên là Thế Châu 28 mà tuổi chẳng dẫu người đi tới ở đâu mẹ đổ qua dân nội dân cuốn qua rồi bà giải nắng bà giải ra tay đổ tự đây mà sắp tới quả khứ phúc a lai nhờ mẫu quan gia đình con cùng vợ mà quốc để hồn cha đang đợi mà chờ như còn ba ca diễn làm luôn. Chị hỏi nhà tôi đi nha. Chết mẹ nó hết mà chị trường học của nhà chị đó công việc đó có đồng phòng lấy tiếng anh lấy tiếng mẹ một tiếng mẹ của coi như là anh chỉ bảo 120 năm qua đến giờ con đi trên đường đạo pháp này là cũng có một sự coi như là xây chuyển của thiên liên coi như là mẹ con mình đã gặp nhau trên bước đường này hôm nay kỷ niệm 20 năm mà Phật mẫu duy trì đã ngự nơi đây trên đường lần lễ đó cho nên
là hôm nay con có một chút thời gian dành cái lễ này để tính dân đáp từ ăn hiếu nghĩa. Nếu kiếp sau mẹ con mình còn gặp nhau thì tiếp tục xây dựng, còn nếu mẹ còn đường mắt và khả năng đi lên người đi xuống thì đã ân tình nghĩa cũng như có cú đời và đã trọn vẹn, cho nên là con muốn dân chiếc bánh kem này để thể hiện sự tinh hoa và sự tư tư trân trọng và lễ hoa này là mãi mãi tươi đẹp giữa tình mẹ con chúng ta. Tay nhận đi mẹ. Rồi đó, rồi mẹ nhận đi rồi đẩy xuống dưới bàn. Rồi được. Thì của từng mẹ con mình và mẹ hữu thì con nói như vậy, mẹ nhận cái lời đó của con và đứa con đời dài đặng trên tinh thần thì mẹ nhận. Còn ở đây mẹ cũng chúc cho con trên bước đường đạo và đời con có đó để dìu dắt tất cả dạng linh con thầy mẹ trong cái vũ minh hàng ngày. Mẹ mong con trên bước đường đạo đời và đạo con đứng vững hai vai vì là mình là một nam nhi đời và đạo thì mình cố giữ mình đi ha. Thì mẹ chúc con được dạng sự như ý, sự là đáp ứng hữu hình của mẹ và đáp ứng trên cái sự thiêng liêng ở trên. Thì đây mẹ xin ban tặng tâm lực của con.